Tình hình bệnh dịch tả châu Phi cũng đang diễn biến hết sức khó lường ở Hà Nội. Hiện đã phát hiện thêm các ổ dịch ở 3 quận huyện là Hoàng Mai, Đông Anh và Gia Lâm. Trong bối cảnh đó, sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị triển khai và diễn tập thực hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Buổi diễn tập với tình huống giả định phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thôn Nga Mi Hạ, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội phản ứng nhanh của Chi cục Thú y Hà Nội với các trang thiết bị bảo hộ chuyên dụng đã tới vùng dịch để xử lý, thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp như báo cáo tình hình dịch, lấy mẫu, khoanh vùng. Tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã yêu cầu xã Thanh Mai cần tập trung nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới và tiến hành tiêu hủy, dừng vận chuyển lợn, sản phẩm lợn từ thôn có lợn dương tính với dịch tả lợn trong vòng 21 ngày để theo dõi, giám sát. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, ngoài việc triển khai diễn tập phòng chống dịch, Hà Nội cần tiếp tục phát động đợt tẩy uế môi trường trên địa bàn thành phố, dự kiến từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4.